bài gỗ nhà tôi trình bày cho khoa tôi nghe này, 2 tiếng đồng hồ thì là rất gọn thôi, vì nó liên quan đến cái nhóm bệnh về đa uốn và ít uốn. Tuy nhiên tôi trình bày thì thầy Linh phải đưa ra cái tiêu chí là trình bày cho các bạn những nốt chính, tôi cũng sẽ trình bày nó ngắn gọn lại, trình bày cái tối thiểu của bạn làm việc sau này thì các bạn sẽ đọc sách thêm, phát triển thêm. Cái nguồn gốc của dịch ối thì các bạn chưa nghe rồi, những trước thì mới vào thì nghe thêm một chút. Dịch ối thì kiểu 2 tuyến 1 thì được tiết ra từ chính mảng của chiếc dịch này. Thế còn từ sang đến thứ 2 thì bắt đầu cái chức năng thận hoạt động thì em bé đi tiểu ra, thì cái lượng nước tiểu càng ngày càng đóng cái vai trò quan trọng trong suốt dịch ối. Và sang nửa sau của cái thứ 2 tức là sau 18 tuần thì cái nước tiểu đóng vai trò chủ đạo của cái dịch ối. Ngoài ra thì trong dịch ối còn có những phần tiết ra từ cái biểu mô bề mặt của phế quản, biểu mô bề mặt từ tiêu hóa, và cái nó bong ra từ sang nửa sau thứ 2 và đến thứ 3 thì bong ra rất nhiều. Chính vì vậy mà ở nửa sau thứ 2 và sang đến thứ 3 thì nước ối nó không còn đúng cái câu cần rất nhiều bạn quen cả là nước số lượng thì có số lượng bình thường của mũi trong. Cái câu này là đúng rồi nha, nếu như các bạn là sang quý 3 các bạn ghi nước mũi trong thì không có vấn đề đấy nha, tức là em bé tắc ruột nó cũng mong nhiều hồn tiêu hóa nó trôi không biết được. Như vậy thì câu thì mũi trong là không đúng đâu. Nhân tiện nói cái này tôi nói luôn, tức là một số bác sĩ có cái quen là siêu âm ghi luôn là nước mũi đục. Cái này các bạn phải xem lại nhé, bởi vì khi em bé mà những tháng cuối các bạn thấy học sáng cái đó nó đẻ rất nhiều chất gây màu trắng trên xương, cái chất gây nó tác động trong dịch ối và nó cái nước ối cũng trong trong nhiều đục. Nhưng cái khái niệm thì mối đục của sản khoa nó không phải là cái chất gây đấy, từ khi đẻ ra thì ối nó màu xanh màu vàng, nó cái phân su em bé do suy thai có tắc đào thải phân su ra tiền sớm từ khi sinh ra phân su đào thải rồi, đấy là nước ối đục. Nhưng trên xương ta ra cái đấy là cái chất gây chúng ta không phân biệt được. Vậy là chúng ta xương thấy nhiều chất gây một thằng kết luận là vô đục, gây một cái hoang mang cho bà mẹ. Bà mẹ nghe chỉ vô đục thì người ta nghĩ là suy thai, thì bổ, cấp cứu, tất cả những cái gây gây chẳng hạn. Nên các bạn tránh chuyện đấy. Và cái số lượng dịch ối thì thôi các bạn nhớ, không ai nhớ được con số này, không ai đo được này. Và cái thuật đo dịch ối, cái này rất quan trọng. Và nó quyết định được cái trả lời chúng ta là câu là dịch ối bình thường người ta uống dịch ối là có đúng không, và nó phụ và nó phụ thuộc rất nhiều vào cái đo. Ngay tại một sản phụ đo xong đi ra ngoài quay lại xong chính bác sĩ đo nó sẽ không có đúng chất nữa đấy. Thì cái tính chất gọi là chủ quan ấy nó rất là cao, yếu tố khách quan nó không được nhiều đâu. Như vậy mà cái lượng ối này nó rất phụ thuộc vào người đo. Tuy nhiên chúng ta cũng phải đạt một cái chuẩn nào đó để cho cái kết quả cũng quá dao động giữa những lần đo và giữa các bác sĩ với nhau, và cái nguyên tắc này thực hiện cái tương đối và chặt chẽ. Nếu không chúng ta sẽ đo nhiều khi chúng ta đo chúng ta bảo là ít cuối bình thường thì bác sĩ sáng là sờ tay là quá ít ốm, mà người ta sờ tay tốt các bạn thì rất là rõ. Vì sao bác sĩ sáng là có kinh nghiệm, người ta sờ tay nếu cái từ cung cái chắc em bé kinh nghiệm đấy là ví dụ mà em bé bồng bềnh nào và người ta sờ nhiều lúc một ngày sờ với thuộc ca, cho nên người ta xong người ta đẻ luôn xong so sánh thương và có kinh nghiệm rất cao. Và chính vì vậy mà chúng ta chưa phục cẩn thận cái cách sờ người ta sờ tay. Như vậy chúng ta phải đo chuẩn mực làm sao thống nhất từ đầu đến cuối. Còn cách đo thì nó thay đổi qua các cái thời gian khác nhau. Nhất là mình nên cập nhật không tốt, bác sĩ mình không cập nhật thường xuyên. Chúng ta học cái 10 năm rồi chúng ta cũng áp dụng phương pháp như thế, thì sau 10 năm chúng ta vẫn thế, đôi khi chúng ta đã thay đổi lâu rồi. Đấy. Thì thành ra là có cái sự thống nhất cái phương pháp đo dịch ối ở tại ngay tại Hà Nội nhiều nơi cũng không giống nhau, nhưng bây giờ thì cái xu hướng mọi người là thống nhất phương pháp đo duy nhất tôi sẽ trình bày. Cái phần đo như thế này không có cái các bạn cứ tưởng tượng cái giường như cái mặt bàn này, cái bàn đen phải nằm trên một cái mặt phẳng của cái giường đấy và không được gối đầu quá cao, không được nằm tư thế co lơ, rất nhiều trường hợp làm cái khó thở ấy. Bạn lên đầu giường nằm giữa ngồi đấy, giữa collar cũng đúng, nằm trên mặt phẳng. Và thứ hai nữa là khi siêu âm để đo dối, các bạn luôn cầm đầu dò, vuông góc cái mặt giường,
vuông góc cái thẳng đường cho dễ hiểu, chứ không vuông góc cái thành từ cung. Trước đây các thầy duyệt biết thì là đặt đồ rồi vuông góc cái thành từ cung và vuông góc cái bề mặt cái vị trí thứ hai, cung thứ hai thì đấy là chưa được dùng nữa, mà luôn luôn vuông góc cái thẳng đường. Còn cũng chia từ cung là bốn phần. Đấy, góc một phần tư trên phải, phần tư trên trái, một phần tư dưới phải, phần tư dưới trái. Và cái đấy hoàn toàn là tưởng tượng thôi, anh án tôi chứ không có ai ý tưởng đo rồi nhé. Và các bạn đặt đồ dò làm sao mà song song với chiều dọc của cơ thể, không đặt ngang là dọc. Và đặt ở bốn góc ấy, chỗ là sâu nhất của từ góc của người ta đo. Cái kích màn hình ở đây để chỉ dạy hơn. Và tìm chỗ sâu nhất của bốn góc chúng ta đo, đo từng góc của thì nguyên tắc đo như này, không đo thẳng góc này đồ dò, cứ thẳng chuồn thẳng như thế này thì chúng ta đo thẳng góc như này, không đo chéo. Tức là cái hướng đo cũng vuông góc mặt được, mà người ta gọi là độ sâu tối. Trước đây theo phương pháp đo cách thì được biết ấy, thì nó là độ dốc, tức là đo từ thành từ cung đến vuông góc cái vị trí của cung thứ hai thì đấy là độ dốc. Còn bây giờ nó đo độ sâu của thành tối như vậy. Và chúng ta đo thì đo ở chỗ sâu nhất trên cái vùng mà mình thấy là sâu nhất, đo chỗ sâu nhất. Và cái đường đo này nó không được đi qua các phần của thai, có nghĩa là không được qua chân tay, không được qua dây rốn. Đây kiểu là có dây rốn đấy, các bạn đo lên mà qua dây rốn nó không được, đo ở chỗ này trông thì sâu hơn nhưng chỗ này có dây rốn nó không được. Chỗ này đo từ lên đây là sâu nhất và không qua các phần cùng của thai. Ở đây thì đo đâu, các bạn đo trong này hay đo đây, hay đo đây, đo ở chỗ này nhất. Cái thứ nhất đo để khá là chủ quan và đo được ở bốn góc khác nhau tính bằng đơn vị mm là cộng lại thì ra chỉ số bốn thước góc hay AFI. Các bạn hay cái từ mà một số bác sĩ sản hay ghi như đây là chỉ số bốn góc cộng tổng nhân không chia. Thì bình thường cái dịch, cái số lượng dịch ối là bao nhiêu, bình thường đo ở cái bốn góc này cộng tổng vào thì nó dao động khoảng 8-16 cm, 80 mm, 160 mm. Và như thế nào đi đối thì cái này thì nó cũng biết một số tài liệu rất khác nhau, nhưng phần lớn bây giờ cái mốc như này, nếu mà chỉ số 4 cấp cộng vào là dưới 50 mm đến dưới 50 mm thì đấy chỉ đối. Còn nếu mà từ 20 cm trở lên thì là đau ối, và từ 5-8 cm thì có phải là kết nối không? Vì sao cái việc đo chúng ta rất là tương đối, nó có một cái phạm vi ở cái ngưỡng mà người ta cho rằng cũng là kết nối hay là do cái lệch tay từ 5-8 cm thì phải đo kết nối tương đối, cái đấy là câu hỏi. Còn từ 16-20 cm thì người ta gọi là mức dư ối, phần lớn là như vậy. Còn một số khác biết khác nhau đấy. Và nó có một cái cách mức độ ối nữa, đó là nếu như mà cái thai đến quý 2 thôi thì thường người ta không đo chỉ số 4 góc, mà người ta chỉ đo, người ta tìm 4 góc xem góc đặt sâu nhất người ta đo. Và nếu như cái góc sâu nhất ấy, đạt được trên 8 cm thì người ta nghĩ là đau gối, dưới 8 cm thì là cái gối nó không nhiều. Còn nếu như mà nó dưới 2 cm, cả 4 góc đều dưới 2 cm thì cái gối bình thường từ 2-8 cm. Còn có rất nhiều cái phương pháp nữa, một số phương pháp thì trong cái nội mô tả như này là cắt ngang qua cái phần cơ thể rộng nhất và cái bụng còn so luôn lượng thiếu ối, thấy là lượng thiếu ối nhiều chiếc được rộng cái bụng là người ta án chừng người ta bị đau ối rồi, thì đấy là những cái một cái phương pháp nó mang tính chất kinh nghiệm rồi. Và chúng ta mới học thì giờ chúng tốt nhất sử dụng con số thì nó mang tính chất tương đối, nhưng dù sao chúng ta sẽ cái mà được tiếp cận dần cái kinh nghiệm. Và cái về vấn đề đối này thì có hai cái phần thực ra nó khá là rộng, đó là đa ối ít ối. Phần nước ối bình thường thôi, cách dài bằng phần gì nữa thì đa ối ít ối thì nó rộng. Thì về nhiều thì sao, vì nó liên quan đến những bệnh lý của em bé và bà mẹ, nó sẽ đa ối và ít ối cũng vậy, đó là các bệnh lý của bà mẹ và em bé liên quan đến ít ối. Tuy nhiên các bạn thì nghe khái niệm của nó thôi, còn cái đấy thì chắc là học sâu rất nhiều. Đau ối thì nghĩa là cái chỉ số 4 góc thì nó tới 20 cm trở lên. Thì trong cái bài này tôi
lấy từ một cái trang là Study, khá phổ biến của các bác sĩ thì ở Mỹ người ta hay tra cập nhật. Thì tôi thấy người ta lại ghi một cái khác với cái vừa tôi vừa nói, và khác thì ở Việt Nam cũng hay nói, Việt Nam nói là 16 đến 20 là dư vô trên 20 đầu, thì họ lại lấy tốt là trên 200 cm của họ mới hạn được đầu, và trên 20 cm thì bắt đầu cho cái đầu cũng là có thể chứ chắc phải đầu vì có rất nhiều trường hợp như thai các bạn, nếu các bạn nằm xuyên thai trước rồi thì khoảng độ 26 đến 30 tuần thì có một hiện tượng nước uống tăng nhiều nhất trong giai đoạn thai kỳ, và mặc dù em bé hoàn toàn bình thường không phải đau thì nó vẫn có thể đạt tới 2 cm, thì đây chính là cái vấn đề là khi trong cái đau uống thì vậy. Ở đây đây là cái hình ảnh mà người ta đo ở bốn góc khác nhau từng góc rồi và đo độ sâu của bốn góc đây, và tổng số là 38.9 cm, như vậy đây là cái đau uống. Và đối với những trường hợp mà thai phải chưa đến ở quý 3 thì có biết áp dụng phương pháp là vị trí sâu nhất của uốn đạt trên 8 cm, và cái phương pháp này, cái lượng này nó rất hợp lý cho cái việc chúng ta được thay đổi, vì nếu như chúng ta thay đổi thay thai nó có một cái cách mà gối được ra hay thai thì việc chúng ta đo chỉ số bốn góc của từng buồng thai một là cực kỳ khó khăn, rất khó. Cứ đo các em bé dịch, đo cái dịch ngay cả khi thai một em bé thường xuyên chủ động, mà nên chính vì vậy mà chúng ta đo nó mang tính chất rất tương đối cái số lượng rồi, mà hai thai thì cũng khó lớn. Và người ta thấy là đo áp dụng một cái phương pháp này thì thay đổi cứ tìm thấy có nào sâu nhất đạt tới khi tăng kẹt cần đoán được đau thì đó hợp lý hơn, dễ hơn. Đây cái trường hợp mà thai đôi thì bình hoạn có hai thai, thì các bạn lấy đây là một cái màng ố bao bọc em bé bên này, và bên này em bé rất là rộng, và bên bé bên này là đau ố, ta đo của tốt nhất rồi ố của bên bé bên này cái này đau ố, còn bé này là nước ối hồng không còn nữa. Cái hiện tượng một thai đau ố thai đứt ố này có hay gặp không? Trong thai đôi bạn nghe nhiều nhé, đúng rồi, chúng truyền máu thì sao hai em bé chung một bên sau, thế xong rồi đấy rồi nước máu của một em bé bơm truyền qua bên rau sang em bé kia nhiều, khi em bé nhận nhiều đấy thì sẽ nhận được nhiều máu nhiều dịch, em bé bị tiểu nhiều hơn và đau hơn, còn em bé thì mất dịch ít thôi. Nguyên nhân đau ấy cái này khá phức tạp, nhất chỉ bệnh bệnh tôi chỉ cả tên với các bạn thôi. Khi mà chúng ta thấy đau ấy rồi thì nhiệm vụ của chúng ta phải xem là liệu em bé này có cái bệnh lý gì dẫn đến đau ấy không, hay nó chỉ là một tình trạng hay cơ địa, rất nhiều bạn mẹ có cơ địa nó là có bầu đau ấy thì đến bây giờ thì thì chứng minh chúng ta không bao giờ được đặt cái ra trước, chúng ta không đặt ra có bệnh gì của em bé tạo ra cái đau ấy này không. Xong câu hỏi thứ hai đặt ra là gì, bà mẹ có bệnh lý gì dẫn đến đau ấy không, rồi mới đi đến cái lần cái cuối cùng là thực ra nó chỉ là một trạng thái cơ địa thôi. Thì nguyên nhân có thể nguyên phát, đây là cái nguyên nhân hay gặp, người ta không tìm nguyên nhân gì hết. Đấy, nhưng mà khi khám tôi nói rồi luôn luôn đặt trong cuối cùng. Nguyên nhân thứ hai là thai to, thai to thì thường xuyên, trước tôi nói rồi, thường xuyên đi kèm với đau ốm mạch rau dày. Và nguyên nhân thứ ba là bệnh tiểu đường và cái hội chứng tràn dịch da mạc, cái này đây là một cái nhóm bệnh rất là rộng, và hội chứng truyền máu, hội chứng truyền máu với hai thai, một thai đau ốm, một thai yếu, và một cái nhóm nữa là cái nhóm bị tật thai nhi về đường tiêu hóa. Điều đấy cái tắc ruột thì thực ra nó không chung đâu, thực ra nó rất nhiều dị tật, dị tật có thể tắc từ keo thực quản động sinh, keo tá tràng, keo ruột non, rồi viêm phúc mạc cơn su, nó rất nhiều cái dị tật về đường tiêu hóa có thể gây ra đau. Và nguyên nhân ít gặp thì còn một số loại bệnh, một số dị tật như là thắt khớp, là sản xương khớp, u máu với rau cũng có thể bày lên phù thai, do cái kim nào sẽ quá sức của nó cái đau và khả năng tuyến phổi và khả năng tuyến rất hay bị kẹt thứ hai và đau ấy. Một số bệnh lý khác rồi những cái bệnh lý này thì sơ trung vô thận đánh đứt nghiêm trọng, tôi nghe đi trong sách rồi, và có một cái thừa đặc biệt tức là cái hội chứng hẹp không nối bể thận hiệu quả, thì cái này thực ra nếu như hẹp thì suy luận là là gây những cái lối, nhưng thực tế thì người ta thấy là nếu mà nó bị ở một bên thôi thì nó kích thích cho bên kia hoạt động tăng cường lên và có hiện tượng đau ấy. Còn tôi nghĩ là tôi chỉ cả tên một loạt vượt qua những cái trường này tôi bỏ hết để đi tôi cắt slide rồi. Kết luận chung là gì, đau ấy khi chúng ta
chưa thấy đau hết rồi thì phải kiểm tra ngay hai nhịp tập hay không. Và câu hỏi ngay nữa là gì, hỏi bạn bè tiểu đường hay không và xem xét nghiệm máu như thế nào, các tăng đường huyết như thế nào, rồi sau đấy là kiểm tra xem thai có to hay không. Rồi khi đó chúng ta mới đi đến cái chọn là không rõ nguyên nhân do di truyền và cơ địa. Một khái niệm nữa là ít ối. Tôi vừa trình bày rồi, rối bốn góc là dưới là cm hoặc là cái khoảng ối sâu nhất, sâu nhất trong bốn góc dưới 2 cm. Đây là cái ảnh minh họa khi đo bốn góc, các góc hầu chỉ có rõ cái ối là ít ối thôi, chỉ số ối là không. Nguyên nhân thì đầu tiên là đặt ra nếu có hiện tượng có ối không, kiểm tra xem bạn có tăng lên hay không. Rồi có rất nhiều phương pháp kiểm tra thì có ối không, các bạn học hết rồi. Ngày xưa mình quỳ, bây giờ lớn nhất là cái gì? Tôi lắm không nghe là có di sản nói gì đấy. Một cái nguyên nhân thường xuyên nhắc đến là thai chậm phát triển. Em bé to, khỏe mạnh, ăn nhiều, uống nhiều, kiểu nhiều, đúng không? Còn em bé này mệt mỏi uống yếu, ăn ít uống ít kiểu ít. Các bạn đi kiểu nôm na thì sẽ nhớ hơn. Và hầu hết chúng ta thấy ít ối là chúng ta nhìn ngay cái hiện tượng thì lên thai của bạn so với chuyển thai. Và một số cái tật thai gây ra cái ít ối này là cái dị tật gì các bạn? Bác sĩ nói thì kỹ ngay dị tật gì? Dị tật tiết niệu đó. Và hội chứng truyền máu cho thai nôn, tức là cái thai là mất máu thì sẽ ít ối. Và khi về thì nhắc lại là khi ít ối kiểm tra ngay là có ối hay không, rồi xuyên kiểm tra thai chậm phát triển không và kiểm tra ngay bất thường các cái điều không. Tôi cần cái ối tôi chỉ thấy ngắn gọn thôi, trong lớp kính đối chương một thì nghe cái phần các bạn sâu rất nhiều vấn đề. Rồi tôi bảo tập chính của bạn hôm nay là cái chương sàng lọc tập 2